những ngày cuối cùng của năm 2021, một năm khó khăn chưa từng có. Thế giới chao đảo trước những biến chủng mới ngày càng khó lường của virus SARS-CoV-2. Những khó khăn là phép thử đối với sức mạnh dân tộc và bản lĩnh của cả hệ thống chính trị. Là phép thử với sức chống chịu và vươn lên của nền kinh tế. Còn là cơ hội để chuyển đổi số mạnh mẽ và dọn dẹp quản lý không gian mạng. 2021, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế và tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tiếp tục bận rộn với các mô hình, cơ chế hợp tác mới. Dấu ấn 2021, một chương trình của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.